Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình có dịp về quê để dự một cái đám tiệc ha. Thì vô tình á là gặp lại người yêu cũ của mình ha. Thì đây là chiếc xe mà mình thường sử dụng trước đây. Thì hôm nay có một tình huống như thế này. Xe mình đã vào cổng bên kia. Cổng bên kia là một cổng khá lớn. Còn cổng bên đây á là một cổng khá hẹp. Vì lý do là cổng này đã xây dựng từ lâu rồi. Và gia chủ cũng không có dự định là mua ô tô nên cái cổng xây khá hẹp. Thì kích thước nó khoảng là chính xác luôn ha các bạn ha. Đây mình đặt thước mình đo đây. Đây chính xác. Chính xác là 1m18. Thì và đây là cái dòng xe Vios ha. Dòng xe Vios thì bề ngang của xe nó là 1m7. Và nó được lợi thế cái là khi chúng ta xếp gương lại thì gương nằm trong thùng xe. Nằm trong thùng xe, không có rộng hơn thùng xe. Do đó thì chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ dè xe vào được cái cổng hẹp như thế này. Rồi, thì xin chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm ha. Thì đối với những cái cổng hẹp như thế này á, thì chắc chắn 100% là chúng ta phải chỉnh cho xe chúng ta từ ở ngoài dè thẳng vào ha. Tức là chúng ta sẽ lợi dụng cái phần rộng của phần đường ở đây. Và chúng ta lấy hết cao độ để chỉnh cho xe chúng ta thẳng ha, thẳng từ đầu. Và chúng ta sẽ cân chỉnh vào. Rồi mình sẽ thực hiện thử cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ha. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta nên hạ gương trái xuống chút xíu ha các bạn ha. Rồi tiếp tục gương phải chúng ta cũng hạ xuống chút xíu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lợi dụng cái phần đất ở phía trước ha. Chúng ta tiến thẳng lên và chúng ta sẽ cân cho xe của chúng ta là nó thẳng thớm với cái cửa trước ha. Rồi thì chúng ta cũng quan sát ha. Đó, như thế này là tương đối rồi ha. Bắt đầu chúng ta cân chỉnh từ từ vào. Rồi mỗi bên nó chỉ cắt vào là 1,5 tấc thôi. Rồi bên đây thì nó cũng là khoảng cách nó cũng đang là như thế ha. Rồi tới đây thì chúng ta phải xếp kiến lại rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ xếp kiến lại rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách nó sẽ như thế này. Đó rất là hẹp ha các bạn ha. Đây khoảng cách bên đây cũng rất là hẹp. Rồi rất là hẹp. Như vậy là chúng ta đảm bảo là chúng ta cứ để thẳng lái cho chúng ta dè vào ha. Rồi như vậy là chúng ta đã dè xong. Bây giờ các bước chạy ra đó, các bước chạy ra thì sẽ như thế nào? Bây giờ mình lấy ví dụ ha, mình dè vào cho nó một đoạn sâu hơn chút xíu ha. Rồi bây giờ bước chạy ra đó thì các bạn nên hạ kiến cửa sổ xuống ha, và chúng ta siết kiến lại. Thì mỗi bên đó nó sẽ cắt được là 1 tấc 5 phân ha các bạn ha. Thì chúng ta nên ngước người ra phía trước ha, và chúng ta chỉnh cho xe tiến ra. Thì khi xe tiến ra đó thì các bạn sẽ lấy sát về bên đây ha, lấy sát về nằm trong cái cự ly là khoảng 5 phân ha. Thì bên đây lọt thì hiển nhiên là bên đây nó cũng sẽ cách, cái khoảng cách cũng sẽ là 5 phân theo ha. Như vậy đầu tiên là chúng ta nên nghiêng người ra nhìn như thế này ha, thấy lọt bên đây sát bên đây, cho thật sát bên đây trong nằm khoảng cự ly từ 5 phân trên dưới 5 phân thôi là chúng ta sẽ cho xe tiến ra. Rồi chúng ta thấy khoảng cách đây nó đang là mấy phân à, hơn 6 phân chút xíu. Thì chúng ta nghiêng lái nhẹ qua. Đó như vậy thì sẽ đảm bảo là cho chúng ta sẽ cho xe lọt ra ngoài được. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ mở kiến. Rồi quan sát cả hai bên ha. Rồi như thế là chúng ta đã cho xuống xe chúng ta tiến được ra ngoài. Rồi xin chào các bạn ha. Xin chúc các bạn thành công. Hưởng một cái Tết an lành, hạnh phúc. Xin chào.